Anh Mô ơi, mở cửa cho tôi đi anh Mô. Anh Mô ơi, cho tôi gặp em bé đi anh Mô. Cho tôi gặp con tôi đi anh Mô. Cho tôi gặp con của tôi đi anh Mô. Cho tôi gặp hạt dẻ đi anh Mô. Cho tôi gặp con tôi đi anh Mô. Mẹ, con của tôi, con của mẹ. Mẹ, con của mẹ. Rồi. Rồi, dậy đi anh. Đi về với anh Loan nè. Em đợi anh đi về với anh đi Loan. Đi về với anh đi Loan. Loan. Đi về với anh. Loan, có nghe không hả? Loan ra. Loan là của tôi. Con của Loan ra. Loan. Con của Loan ra. Loan. Loan. Nghe không hả? Cô ơi, anh nói này là tối qua cô ói quá trời luôn, làm con sợ muốn chết rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Chết rồi, vậy là cô Hồng phải xin lỗi con rồi. Ủa, đâu cần cô phải xin lỗi con đâu. Tại vì á, con bị bệnh thì cô cũng chăm cho con. Còn cô bị bệnh á thì con chăm lại cho cô. Có gì cô phải xin lỗi con à. Tại vì bà nội dạy con á, là người khác giúp mình thì mình phải cảm ơn người khác. À, vậy là bây giờ cô Hồng phải cảm ơn hạt dẻ nha. Dạ. Quên hả? Dạ. Hôm qua lúc mà cô Hồng ói á, cô Hồng có nói cái gì không? Dạ không, con không có thấy cô nói gì hết á. Còn gì thấy cô ói hết lên người cha Mô rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy là phải xin lỗi cha Mô rồi. Ai? Cô ơi. Ừ? Cái này là cái gì vậy cô mà kỳ vậy? Trong đồ con với cha Mô đâu có đâu, với bà nội nữa. Thì nói chung nó là đồ bí mật á. Bây giờ mình cất cái bí mật này vô đây ha. Trồng cái áo ra bên ngoài là không ai thấy. Cất nhá. Phải đồ hả cưng? Dạ, chào chị. Cô có cần con phụ gì cho cô không? Thôi để cô Út nhỏ làm được rồi. Thôi để con phụ cô. Trời ơi, hạt dẻ ngoan quá à. Nè cô, dễ giỏi quá. Có khi nào chuyện ông Mô nói là đúng không? Hạt dẻ thân thiết với Út nhỏ như thần giao cách cảm vậy. Mới gặp đây thôi mà. Cô. Ừ? Con xin cô cho con quay chơi với cô Út nhỏ một xíu nha. Trời ơi, mới có cô Út nhỏ thôi mà đã muốn quên cha Mô luôn rồi hả? Đâu có đâu. Rồi thôi được rồi. Bây giờ để về phòng rồi cô nấu mì cho ăn sáng. Rồi con muốn đi đâu rồi đi ha. Dạ. Bye bye cô Út nhỏ. Bye hạt dẻ nha. Nắng quá, nắng quá. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên.